Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình đã góp nhận 14.000 token có cái hiệu là EFL quan. Một chương trình này, một token này đã list lên sàn Uniswap quan. Sau khi token này nó có trả về thì các bạn có thể lên sàn Uniswap, các bạn swap qua USDT, các bạn rút về các bạn. Sau này token có về mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền gì sao các bạn. Để tham gia nhé, hôm nay các bạn click phần link mô tả mà Telegram ra bấm nút start chat bot này mà. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cấp cha này. Con này các bạn tuyển tối đa được có 25 ghép này các bạn. Các bạn cũng đừng có cố gắng vào thì việc tuyển ghép con này nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi cũng phải là người máy nè các bạn. Đôi lúc thì chương trình AirDrop có nhiều bạn nữa, tại sao chương trình AirDrop không có về thì mình cũng có giải thích cho tất cả các bạn nha, sẽ biết. Tại vì thường thì những nguồn AirDrop nó cho ra là ví dụ như 10 triệu token nó sẽ phân phát cho cộng đồng hết, những người tham gia trước hết 10 triệu đó là thôi các bạn. Hoặc có một số chương trình AirDrop thì nó không có, nó phân phát hết cho tất cả các bạn, thì cũng tùy theo dáng nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sẽ biết nha các bạn. Rồi các bạn xin nhận xe hơi, rồi mình sai cắt bỏ các bạn. Rồi sau khi các bạn được cấp trai xong, các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bắp nhau tôi chấp nhận điều khoản nè, còn bot hơi khó à. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn vô vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi khi bạn chấm cho Telegram group các bạn bấm vào một join này các bạn. Rồi các bạn join vào. Mới đáp lại. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Sao nó không có kêu một cái điền username Telegram. Rồi các bạn nhiệm vụ thứ hai thì các bạn cũng follow Facebook nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn nhấp vào đường link, gỡ lại cho nó cái đường link profile của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nè. Thì những bot này thì mình chat bot là quá gì? Quá là dễ dàng các bạn. Các bạn chỉ việc bấm thích nè các bạn. Rồi các bạn cũng like, các bạn chia sẻ nhanh lên, vòng 1 sắp kết thúc rồi. Rồi các bạn cũng làm nhanh lên, các bạn bấm chia sẻ ngay nè. Rồi các bạn cũng bắt đáp lời đường link trang cá nhân của mình các bạn. Các bạn bấm vào trang cá nhân đồ ngữ của mình nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một ba chữ bạch trên tay cùng nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào một sao chép vào khay nhớ tạm này các bạn. Rồi sau đó các bạn trở về một con bot các bạn. Các bạn bắt đắp vô đây các bạn. Đây nghe không? Các bạn gửi cho bot nghe không? Rồi sau khi các bạn nó vô xong, các bạn cũng lướt xuống để tiếp tục các bạn follow theo word các bạn. Rồi các bạn cũng lướt xuống follow like và follow theo word like, gỡ lại một cái đường link theo word profile. Rồi các bạn copy hashtag tác này các bạn. Rồi các bạn copy hashtag tác này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục theo word follow nữa nè. Nó chờ chuyển tất cả các bạn đến trang trader của mình nha tất cả các bạn. Những bạn nào biết làm thì làm tới đây tự làm đi nha các bạn. Thì mình cũng hướng dẫn chậm cho tất cả các bạn mới luôn các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn
bỏ cái chữ này đi. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn test lại các bạn mới đáp lên nè. Này nó không có kêu gắn tên người bạn, các bạn khỏi cũng được nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc nha, nhấp vào một trang trí đơn của mình, các bạn nhấp vào một bao thu gạch, nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Nhấp vào bao thu gạch trên đầu nè, bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép vào khay giấy tạm tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn đây là chatbot nha các bạn. Vậy là ngon lắm nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot tiếp tục nè, bạn like và reset. Gọi là đường link blue file. Rồi. Rồi các bạn cũng gửi lại một cái link du link. Rồi các bạn cũng gửi lại một cái link Twitter nha, Twitter nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại một cái link Twitter các bạn. Sau đó nói cái link blue file mình không hợp lại là sao ta, các bạn cũng gửi tiếp một cái link Twitter nha các bạn. Không sao đâu các bạn. Rồi tự quyết cho trả lời nè các bạn. Các bạn copy cái bài các bạn như mới vừa chia sẻ nè. Sao chép đến tự quyết nè. Rồi các bạn bắt đắp nè các bạn. Các bạn mở Telegram ra nè. Được rồi em. Profile link in server profile sao nó không hợp lại vậy ta. Cái đây lấy profile trên trên web gì ta. Tao nói liên kết gỡ không hợp lại hoài, các bạn điền username thôi các bạn. Username thì trader các bạn thử. Nó cộng MMO của bạn. Không được luôn. Mình cũng không biết sao luôn ta. Rồi các bạn chỉ còn cách này là các bạn copy cái theo word chỗ này nè các bạn. Không không các bạn cứ ghi giống mình nha các bạn. Đây thì nó lấy một cái theo word trên web VHS nha các bạn. Rồi các bạn hai chấm nha các bạn. HTTP chứ. HTTPS nè. Hai chấm. Sẹt sẹt nè. Khoan các bạn, chạy chút xíu nha các bạn. Sẹt sẹt nè. Twitter nè, Twitter nè. Twitter.com. Rồi, các bạn gạch cái nha các bạn. Rồi, các bạn ghi tiếp là phần phần các bạn đây, mình coi username của mình nè. MMO nha các bạn. MMO Ngọc Anh. Được không biết nữa. MMO Ngọc Anh. Rồi xưa không rồi. Rồi được rồi các bạn. Đây là một cái link này ok đó các bạn. Tiếp tục là một cái link Dewitt các bạn. Dewitt nè. Find you now. Find cái rồi tiếp tục gửi một cái link Twitter nha các bạn. Twitter thì các bạn cũng mở trang trí ra copy cái đường link Twitter hồi nãy là cái con này nó xài trên web rồi các bạn. Bây giờ một hồ sơ Twitter trả lời rồi các bạn. Nãy giờ là mình mò hoài không được, quả nhấp vào qua gạch sao chấm qua không được thì mình dùng cách khác nữa. Dán được nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi được rồi đó các bạn. The world now student. Ok như vậy nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi. Các bạn tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục mình bắt địa chỉ EC20 của mình vào. Các bạn bấm vào mục Add Wallet EC20 Wallet nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ với EC20 với chút Wallet Message Wallet nha các bạn. Video này mình làm nó hơi bị chụp chặt nên khá là dài. Các bạn cố gắng theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bấm vào. Trời ơi, tờ lâm cộng quá. Enter nha các bạn.
mong nhà xây cho anh chạy về con bot này bạn, cho anh nhắn như này nha bạn, rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi mình đã cộng được 14.000 token nè bạn. Rồi các bạn bấm vào một red link lấy link ghép chia sẻ bạn bè và người thân các bạn, bấm vào ba lần xì để chat token nè các bạn. Vậy video này kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.